chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, 30 nước thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, đã ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, chính thức khởi động tiến trình đưa hai quốc gia Bắc Âu gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới hiện nay. Nếu được thông qua, đây sẽ là sự mở rộng quan trọng nhất của NATO kể từ giữa thập niên 1990. Phát biểu nhân sự kiện này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, đây là thời khắc lịch sử. Với 32 quốc gia, chúng ta sẽ ngày càng hùng mạnh hơn và người dân sẽ được an toàn hơn trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Phần Lan và Thụy Điển cam kết sẽ góp sức làm NATO mạnh hơn để bảo vệ trực tự quốc tế. Cùng với nhau, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ trực tự quốc tế dựa trên luật lệ và các nguyên tắc của tự do và pháp quyền. Là một thành viên tương lai của Liên minh, Thụy Điển sẽ đóng góp vào an ninh chung của khối chúng tôi cam kết sẽ làm cho nato mạnh hơn và góp phần vào sự ổn định của khu vực châu âu đại tây dương theo luật định sau khi được ký kết nghị định thư sẽ phải được quốc hội của tất cả các nước thành viên phê chuẩn tuy nhiên ngay từ bây giờ helsinki và stockholm đã có thể tham gia các cuộc họp của nato và được phép tiếp cận các thông tin tình báo nhiều hơn riêng điều khoản về phòng thủ hai nước bắc âu sẽ phải chờ một năm mới chính thức được tham gia điều khoản này quy định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên nato cũng bị coi là tấn công vào cả khối